Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay thì nó hơi khác video mọi ngày một chút đấy các bác. Thì mọi ngày thì các bác đã quen với Thắng Hoàng bán cho các bác những chiếc loa full, những cục đẩy hay là những bộ mic đấy, những con vang số. Thì hôm nay không phải những cái vấn đề đấy trong video này. Thì hôm nay thì các bác sẽ thấy những cái video Thắng Hoàng giới thiệu với các bác một sản phẩm nó khác biệt đi. Đó là những cái dòng âm ly các bác nhé. Những cái dòng âm ly Jaguar 203506, dòng âm ly của Hàn Quốc này. Đây là một trong những cái dòng âm ly mà rất là nhiều anh em săn đón trong thời gian qua đấy. Và những dòng âm ly này là những dòng âm ly xịn, cho nên là cũng rất là nhiều người ta săn đón về một chút, vì nó có một cái chút gì đấy nó hoài cổ. Thì bây giờ rất là nhiều anh em rồi, cái môi trường ở sống nó cũng không nhiều người, nó cũng không được rộng rãi cho lắm. Có người thì ở chung cư, có người thì ở không gian, nó cũng không được diện tích rộng cho nó lắm. Cho nên là mọi người thích chơi những cái dòng này nó phù hợp, nhẹ nhàng và nó cũng gọn gàng gì đấy. Đấy, cho nên là những cái tiêu chí đấy là những cái amply này nó đáp ứng cho các bác rất là tốt. Bởi vì dù sao thì nó cũng là một trong những cái thiết bị hàng cao cấp từ xưa đến nay, nó là hàng xịn. Những con âm ly này nó cũng giá là khá là đắt tiền luôn các bác, cũng không phải là rẻ đâu. Đấy, các bác mua một con âm ly này có khi là cũng bằng các bác mua một dàn karaoke bình dân, bao gồm là vang đẩy, loa mic full rồi các bác nhá. Cũng rất là đắt đấy các bác. Và để cái quy trình mà những cái âm ly này được đẹp đến tay các bác tiêu dùng thì cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, anh em đang bóc hết ra tất cả ECU, bo nguồn, bo công suất hay là biến áp gì đấy, bóc ra và phân ra và đi làm thật là sạch đẹp từ bên trong đến bên ngoài từng cái chi tiết nhỏ cho các bác để các bác dùng nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy, đây là rất là nhiều hai khung ban. Và khi mà những sản phẩm đã được làm đẹp rồi thì ở đây là một sản phẩm có thể nói là hoàn chỉnh để khi mà các bác có nhu cầu mang về. Đó, đây là chiếc 203 mã này. Đó, phải nói là rất là đẹp, dù nó là hàng bãi thôi nhưng mà các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn đấy các bác nhá. Có thể là cũng khoảng tầm 90% đấy, không phải là không đẹp đâu. Đó, các bác nhìn thấy những con này là con 506 này. Đây thì con rất là nhiều các cái mẫu luôn các bác ạ. Đó, 96, 97 có hết các bác nhá. Đó, các bác nhìn thấy những cái bo mạch đã được qua làm sạch sẽ đẹp, vệ sinh rất là sạch đẹp luôn các bác nhá. Đó, và bây giờ thì mời các bác xem những cái mà Thắng Hoàng đang và để người kia làm rất là sạch, rất là đẹp cho các bác rồi. Đây ạ, hàng này là vừa mới về thôi và cũng bóc ra đây mọi người ơi. Đó, rất là nhiều những cái bo công suất đây các bác nhé. Công suất đã được làm đẹp này. Cái dòng này thì các bác cũng không xa lạ gì nữa rồi, nếu như những người mà đã chơi những cái dòng này rồi. Đó, rất đẹp luôn. Sò trường này, nó chạy bằng sò ZK nha mọi người nhé. Đó, hơi kiện quá, đẹp từng chi tiết một luôn cho các bác này. Các bác nhìn thấy không ạ? Rất là xuất sắc, dùng như này thì nó gần như mới cái gì đúng không ạ? Đó, các bác thấy không, đẹp xuất sắc, lấp lánh luôn đúng không ạ? Cái từng cái bo này là cái bo nguồn này, đấy, bo tụ nguồn này. Kể cả những cái analog để các bác cắm tín hiệu này. Nó hàng xịn cho nên là nó là thời gian trải dài, nhưng mà đến bây giờ thì nó vẫn đang còn long lanh như thế này. Rất là lâu năm rồi nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đang còn rất đẹp, rất là long lanh luôn. Và khi mà bán những cái sản phẩm này ra cho các bác là Thắng Hoàng luôn luôn cam kết với các bác là hàng nguyên bản, đẹp,
Và thứ hai nữa, nguyên bản từng con chiết áp luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái hàng này là hàng giá trị, cho nên là lúc nào cũng phải đảm bảo cam kết cho các bác là nguyên đai nguyên kiện, nguyên zin, nguyên từng con ốc luôn. Các bác có nhu cầu mà tham khảo thêm sâu về những cái dòng này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Thăng Hoàng qua số điện thoại là 0969 800 985. Xem video thì ủng hộ cho Thăng Hoàng một nút like các bác nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm Thăng Hoàng giới thiệu hàng ngày các bác ơi. Các bác nhé, xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.